lắng lên con. Cái ca bạn Cường vừa xong Hà lấy khoảng bao nhiêu lâu nữa thì lan kim được? Anh ấy vẫn còn nhiều mụn nữa không? Thế à? Bây giờ nó cứ mọc ở hai cái phía bên cầm này này. Cái mụn đầu đen rất là nhiều. Bạn này chịu khó chữa thì cái da này mình nhanh khỏi này. Đáng lên con. Cô Âu lặn mụn nó không nhân nhựa. Phải ra bằng hết. Gắng lên. Đã thế thì cây kim này cực sắc luôn. Con cố gắng lên. Mụn của con cô khoan đấy. Gắng lên con. Đừng rúng gió nào, cô chọc lộn chỗ một cái là chảy máu. Chọc trúng chỗ thì không chảy máu. Đúng chưa? Chọc trúng chỗ cái là nước sốt mazole ra đầy. Đấy chưa? Mụn nó bay đấy. Mụn nhảy cho choi. Có cái là con tự ở nhà cậy hả con? Ừ. Rồi thế tí cô cho cây kim nữa. Về cứ cậy nát đi. Rồi xin tiền bố mẹ đến đây cô chữa sẹo cho. Trắng lên con. Con này còn không ra chân. Đấy, ra rồi đây này. Da của bạn đấy còn hết mụn rồi, chỉ còn bây giờ cứ cấy tế bào gốc dần cho bạn ấy thôi. Chị em Thâm thì nóng trong. Hai bốn cái một chỗ sâu thăm thẳm. Cố gắng lên con. Mụn này. Bé tí đi. Gắng lên. Bạn này tắm mụn mất đông. Bạn này cậy. Cho cô xin miếng bông con ơi.
con một chỗ nào. Cô ăn con. Nhắn lên con. Nhắn lên con. Cố gắng lên. Chị đau tí. Cô lấy cho nó sạch đi. Ở bên này thì ít mụn mủ hơn bên kia. Nhìn nè, đấy. Tưởng không có mụn sờ vào cứng, lên cái lại một đống mủ, ôi trời ơi. Đấy. Lên cái một đống mủ, ôi trời ơi. Nhắn lên con. Bạn nào đây? Khách nào? Nhắn lên con.